Chào mừng các bạn cùng đến với Super Bowl Vitality để theo dõi cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Bournemouth và đội khách Newcastle trong khuôn khổ vòng đấu thứ 23 của giải bóng đá Hoàng Anh. Trong khi đó thì huấn luyện viên trưởng của Bournemouth Gary O'Neill đã thực hiện hai sự thay đổi so với trận thua 0-1 trước Brighton vào hồi tuần trước. Bài Linh, Shemura khá bình tĩnh chuyền vào nhưng không có đồng đội nào tiếp ứng. Lerma, Solanke, rất đông những cầu thủ Newcastle đã khiến cho đường truyền của Solanke không thể tới chân của đồng đội. Đánh đâu không vào, pha ra xuất sắc của Nipop. Quay ngược lái bóng về góc xa rất hay của Dominic Solanke. Chỉ có tài năng của Nick Pope mới giúp cho Newcastle thoát thua ở tình huống này mà thôi. Nick Pope đã ra vào hợp lý. Cơ hội cho thủ đội khách. Quá chậm, rất đáng tiếc cho Isak. Chaué đánh đâu vào, một không cho đội chủ nhà Bournemouth. Chelsea đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để có một pha dứt điểm cận thành giúp cho đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Một tình huống cố định. Và đánh đầu lắc bóng của Lerma. Quả bóng đi về cột xa. Và không ai theo kịp CDC ở tình huống này. Bàn thắng quá dễ của cầu thủ mang áo số 25. Amiron. Trippier, không có gì khó khăn đối với Neto cả. Đánh đâu, lần này thì bóng đã tìm tới chỗ của Nick Pope. Isak quá dễ với Neto. Với một cú đá như vậy thì quá khó để cho tiền đạo này tìm kiếm được bàn thắng. Trước đó thì anh cùng với Alexei Maximan đã tìm thấy nhau để cho West Ham có được bàn thắng san bằng tỷ số. Còn ở trận đấu ngày hôm nay thì họ đang bị Bournemouth dẫn trước. Lau start bị quay lại Milan, một đều cho Newcastle. Khi mà tất cả đều nghĩ Bournemouth sẽ có được lợi thế sau khi hiệp đấu đầu tiên khép lại thì những ngôi sao của Newcastle đã lên tiếng. Và dứt điểm bồi cân thành của Miguel Amidon đã giúp cho đội khách đưa trận đấu về thế cân bằng. Và như vậy là Bournemouth đã không thể giữ được sạch lưới ở trong hiệp đấu đầu tiên. Bắt nguồn từ Alexei Maximan, Neto có thể cản phá được pha dứt điểm đầu tiên của Longstaff. Nhưng tới cú đá bồi của Miguel Amiron thì anh đành phải bó tay. Và đệm lòng rất chắc của tiền đạo người Paraguay. Và không có bất kỳ một cơ hội nào cho người gác đền của Bournemouth cả. Ostara đã có một hiệp một khá hay. Đánh đầu, pha phá bóng của Trippier, dứt điểm. Philippe Bailing là người đã chạm bóng cuối cùng ở tình huống vừa rồi. Ngay ở đầu hiệp 2 thì Bournemouth đã tạo ra một tình huống nguy hiểm về cầu môn của Nick Pope. Một pha bóng có phần lộn xộn. Tuy nhiên Longstaff bắt bài rất hay. Xin Longstaff, dứt điểm. Lên bóng cho Newcastle. Isak, Alexei Maximan,
Maxim Anh dứt điểm rất nắn nót, nhưng cú đá của cầu thủ người Pháp đưa bóng đi lên khán đài. Đây là hình ảnh mà có lẽ là các cổ động viên của Newcastle muốn chứng kiến nhiều hơn. Alan Maxim rất mạnh mẽ. Amiron phải đưa bóng về chân trái. Maxim Anh. Alan Maxim Anh. Không có ai tiếp nhận được đường truyền của Alan Maxim Anh. Alexander Isak. Dan Burn đang xin bóng. Dan Burn có khoảng trống, đưa bóng ra biên. Alan Maxim Anh. Maxim Anh rất nguy hiểm, rất không vào. Không có bàn thắng thứ hai cho Newcastle. Lấy xe Maxim Anh có cú đá ngay. Thủ môn Neto đã xử lý không tốt. Suýt chút nữa thôi thì Anthony Gordon đã có thể ghi bàn. Lostap với tình huống đá bồi trúng vào người của thủ thành Neto. Thấy bàn thắng ở những tình huống tương tự, nhưng lần này thì không. Gordon rất nhịp nhàng. Anderson chắc chắn là không thể có penalty. Lỗi của Boltman. Anderson đã rất nỗ lực ở pha bóng này nhưng không thể có thời cơ để tung chân. Ba cầu thủ của Bournemouth đã theo anh. Hai cầu thủ từ phía sau và phía trước bàn anh là Philip Billing. Quá khó để cho cầu thủ người Scotland có thể tạo nên được một điều gì đó. Và xử lý có phần bất cẩn của Nick Pope. Cơ hội dứt điểm. Chưa có bàn thắng cho Bournemouth. Công nghệ goal line chưa báo cho trọng tài Stuart Well vừa rồi. Bóng đã đi qua vạch vôi. Chưa có bàn thắng cho Dominic Solanke. Chỉ là một tình huống ném biên mà thôi. Pha chuyền về bất cần, pha chuyền lên bất cần của Nick Pope. Và phần nào đó thì cao thủ Newcastle đã có phần chủ quan khi mà có một đồng đội nằm sân. Rất may cho đội khách khi mà Chipper đã có mặt kịp thời ở ngay trên vạch vôi. Đúng là bóng chưa vào lưới. Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của hậu vệ người Anh. Nick Pope đã đâm bóng. Traore tiếp tục là một quả tạt. Solanke chân trái của Solanke. Và đúng lúc này thì trọng tài Stuart Well đã nổi còi khép lại trận đấu. Bournemouth và Newcastle hòa nhau một đều. Huấn luyện viên Eddie Howe đã không thể nở nụ cười chiến thắng cho lần đầu tiên quay trở lại sân Vitality trên cương vị là huấn luyện viên của một đối thủ để đối đầu với Bournemouth.